Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Hôm nay thì Vinh Gà sẽ review cho các bạn xem một cái gói hàng mà Vinh Gà vừa nhận được của một chị gái, chị Vườn Hồng Nguyệt Điền, chị gửi tặng. Và đây là cái tên và cái số điện thoại của chị. Đó, đây là cái tên và cái số điện thoại của chị. Thì các bạn có thể là nếu mà bạn nào thích thì có thể lưu lại số điện thoại này. Một lát nữa Vinh Gà sẽ nói về cái vấn đề cho các bạn nghe. Và bây giờ thì Vinh Gà sẽ nói như thế này. Thứ nhất là hôm nay Vinh Gà nhận được gói hàng này của chị và được chị tặng các bạn nhá, được chị tặng một cây cổ son của Sơn La và một hai chi cúc cổ đỏ của Sơn La. Thì Vinh Gà muốn là quay cái video này review lại cái cây cho chị của chị gửi cho Vinh Gà, đồng thời muốn cho các bạn biết một thêm một cái địa điểm. Và đặc biệt đây Vinh Gà khẳng định với cái địa điểm này của chị là người làm vườn thật và trồng cây thật, thì Vinh Gà sẽ review cho các bạn xem cái cây mà chị gửi tặng Vinh Gà nó như thế nào các bạn nhé. Đấy, chị đóng một cái cây cao to như thế này. Và đây là hai cái chi cúc cổ đỏ Sơn La chị tặng theo cho Vinh Gà. Chị gửi tặng cho Vinh Gà. Đây các bạn nhìn là cái bầu chị đóng rất là kỹ, rất là chặt như thế này các bạn nhé. Và có cả cái để Vinh Gà xem đây cho các bạn xem. Hóa đơn các bạn nhé. Và các bạn thấy là đây là chị tặng này, thu hộ không đồng này, bằng chữ không đồng này. Và cái trị giá cái sản phẩm là bao nhiêu, nhưng mà chị tặng Vinh Gà cả hai chi cúc nữa. Cái chi cúc thì giá bao nhiêu thì Vinh Gà không biết, nhưng mà đây một số lưu ý này các bạn này. Các bạn để chị có cả cái hướng dẫn này, lưu ý hướng dẫn này, trồng này, đất như thế nào này, rồi là bước 3 như thế nào đây các bạn nhé. Nếu mà thưa các bạn là đây là một chị, thực ra là chị em chị cũng biết Vinh Gà ở trên mạng thôi, thì là chị bảo hỏi Vinh Gà là có cái cổ son Sơn La chưa, thì chị gửi tặng một cái cây. Và một cái cây hồng như thế này ấy, các bạn ạ, thì nó phải là khoảng 3 đến 4 năm tuổi rồi các bạn nhé, thì nó mới được như thế này mà chị gửi tặng cho Vinh Gà. Thì một lần nữa là Vinh Gà xin gửi lời cảm ơn chị rất là nhiều. Và Vinh Gà cũng muốn giới thiệu cho các bạn một cái địa điểm mà các bạn có thể là mua những cái cây hoa hồng như thế này và liên hệ chị, cái số điện thoại của chị, và mua ở chỗ chị có rất nhiều các cái dòng hoa hồng cổ, ví dụ như là cổ đỏ Sơn La, rồi là cổ son, rồi là rất rất nhiều các cái dòng hoa khác. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể liên hệ với chị để đặt mua cây. Và Vinh Gà biết qua chị rất nhiều ở những cái video của vườn chị chia sẻ ở trên trang YouTube, thì các bạn có thể là tham khảo và để tìm cho mình thêm những cái địa điểm mà tin tưởng để các bạn mua hàng. Và với những cái hướng dẫn mà trồng cây của chị nữa, thì các bạn sẽ trồng được cho mình những cái cây hoa hồng đẹp, những cái giống hoa hồng quý của Sơn La các bạn nhé. Và có cả những cái giống hoa hồng ngoại ở chỗ chị nữa. Thì Vinh Gà chia sẻ như vậy vì có rất nhiều các bạn hỏi Vinh Gà cái địa điểm, cái vườn mà các bạn muốn mua, thì Vinh Gà giới thiệu cho các bạn như vậy. Thì mong là quý vị các bạn, nếu các bạn nào mà có thích thì có thể là mua ủng hộ cho chị, hoặc là cũng biết thêm cho mình được một cái địa điểm mua hàng lý tưởng nữa, thì các bạn có thể tham khảo kỹ qua cái số điện thoại đây. Một lần nữa Vinh Gà sẽ cho các bạn xem đây số điện thoại của chị nhé.
Đó thì chị gửi cho Vinh Gà là như vậy. Thế còn cái cúc cổ này này, nếu các bạn vào trong trang cá nhân hay là trên trang của chị thì các bạn sẽ thấy cái cúc cổ này cũng rất là đẹp này, thì các bạn có thể là mua về trồng cho mình. Và cái nó là cúc thân gỗ các bạn nhé, sau này các bạn trồng các bạn sẽ tạo chi tạo dáng bằng như kiểu thân gỗ, và cái nó rất là dễ chăm và hoa của nó cũng rất là đẹp. Nếu các bạn tham khảo thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Cho nên là Vinh Gà với chị mới tặng Vinh Gà thêm hai cây này về để trồng làm kỷ niệm các bạn nhé. Bây giờ thì Vinh Gà lại tiếp tục là trồng cái cây đúng không ạ? Trồng cái cây thì ở đây là các bạn Vinh Gà đã cuốc vườn nhà Vinh Gà thì nó chật rồi, cho nên là Vinh Gà cuốc một cái chòm này, và bây giờ ở nhà cũng đang hết chậu thì cuốc một cái chòm này thì để trồng cái cây xuống đất luôn các bạn nhé. Thì trồng cái cây xuống đất này thì Vinh Gà vẫn trộn vào đây một ít trấu này các bạn này, đây này, vẫn trộn vào đây một ít trấu đấy, bạn trộn vào đây một ít trấu để cho cái đất mới khi mà cái cây nó ra là nó tơi xốp, để cho cái rễ non nó mới ra thì các bạn trồng thì các bạn và cho cái cây nó mau phát triển các bạn nhé. Và đặc biệt là vì cái cây chúng ta đào ở dưới đất lên, cho nên là cái bầu ra cho các bạn thì nói cho các bạn là nó dễ hiểu hơn. Đấy, các bạn thấy là chị đóng ở đây, chị đóng cái bầu rất là kỹ các bạn nhé. Chị còn cuốn cả lưới này, các bạn nhìn là cuốn cả cái lưới này. Thì ở trong cái trường hợp mà khi cái cây mà cuốn cái bầu lưới như thế này các bạn nhé, thì các bạn có thể cắt bỏ cái lưới cũng được. Nếu các bạn sợ vỡ bầu thì các bạn cứ để cái lưới như thế này. Còn nếu các bạn không sợ vỡ bầu thì các bạn tháo lưới ra để cho cây nó phát triển. Thế còn nếu như mà các bạn sợ vỡ bầu thì các bạn có không cần phải tháo lưới này, vì cái rễ cây nó vẫn ăn ra được. Thì trước hết thì khi các bạn làm ấy, thì các bạn để ý là nó có những cái rễ thừa này này. Khi các bạn trồng ấy, các bạn để ý những cái rễ nó ra như này. Thì xong khi cây trồng là các bạn phải cắt bỏ đi. Đấy. Ví dụ như bây giờ Vinh Gà tháo cái bầu đất, Vinh Gà sẽ làm sẵn một cái hố ở đây để nếu mà cái trường hợp nó bị Vinh Gà sẽ trồng nó cao hơn mặt đất một tí các bạn nhá. Sau đó là Vinh Gà sẽ xới đất thêm vào để cho cây nó phát triển. Và Vinh Gà sẽ nhắc cái cây đặt vào đây trước. Đấy, Vinh Gà sẽ đặt cái cây đặt vào đây trước, thì các bạn cũng sẽ làm như vậy. Nếu các bạn trồng và các bạn tháo cái bầu, đúng không ạ? Các bạn tháo cái bầu, càng các bạn tháo cái bầu, vì ở trong vườn của Vinh Gà nó đang chật, cho nên là nó sẽ vướng. Hai lượt lưới luôn các bạn. Thì Vinh Gà sẽ tháo một lượt lưới thôi, vì Vinh Gà sợ là cái bầu mình lung lay qua lại nó vỡ, cho nên là Vinh Gà sẽ tháo một lượt lưới. Vinh Gà không tháo hai lượt lưới nữa, không tháo tất cả hai lượt lưới. Các bạn để ý là những cái đầu rễ này, những cái đầu rễ mà cây mà chuyển đi mà những chỗ mà nó bị dập này thì các bạn nên cắt bỏ đi như thế này cho Vinh Gà. Đó, có cái nào mà nó bị dập thì các bạn cắt bỏ nhé các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ quay xoay qua để các bạn kiểm tra. Đây, những cái đầu rễ nó dập như thế này các bạn cắt bỏ đi. Như vậy là cái cây của các bạn là xong rồi, các bạn trồng cái cây xuống. Đó, rồi các bạn nhắc cái cây các bạn trồng. Các bạn tính làm sao để cho cái gốc cây này nó chỉ hơi cao hơn mặt đất một chút thôi các bạn nhá. Đừng để nó cao quá đến lúc các bạn tưới nước nó khó. Vinh Gà sẽ lại phải bới thêm. Đó, Vinh Gà sẽ bới thêm. Vì đất là Vinh Gà đã cuốc vụn. Đó các bạn tính là cái bầu đất nó chỉ cao hơn. Cái bầu đất nó chỉ cao hơn mà cái bầu cây nó chỉ cao hơn mặt đất một chút là vừa các bạn nhá. Chứ các bạn trồng sâu quá thì lúc nó đọng nước hay là nó sẽ làm cái cây của các bạn nó bị đọng nước. Đó, sau khi các bạn trồng thì trước khi các bạn tưới là các bạn nên dùng những cái cây cắm để các bạn cố định, tránh tình trạng cây bị lung lay các bạn nhé.
Đó. Bạn sẽ dùng những cái cây bạn cắm về các cái phía, tránh cái tình trạng cây bị lung lay. Giữ cho cái cây của bạn nó được chắc chắn. Trước hết là bạn buộc một cái cây vào đây để nó giữ mấy cây này lại với nhau đã nhé. Buộc một cái vào đây cho giữ những cái cây này lại với nhau trước đã. Sau đó các bạn mới giữ cái cành như thế này, thì khi gió các bạn nó mới đảm bảo là cái cây của bạn nó không bị lung lay. Sau đó thì các bạn sẽ dùng những cái dây, bạn dùng những cái dây bạn buộc cái cây lại với nhau. Những cái cây này, ví dụ như cái cành này ở đây đúng không ạ, các bạn buộc giữ chặt cái cành vào đây. Các bạn sẽ giữ chặt cái cành vào đây một hướng, đúng không ạ, một hướng này. Cứ chỗ nào có cái cành đụng thì các bạn sẽ buộc. Ví dụ ở đây có cái cành này, các bạn buộc cành này ở đây. Chúng ta buộc như vậy là để tránh tình trạng nó lung lay cái gốc cây chứ không phải là lung lay cái ngọn cây các bạn nhé. Và ở phía này, phía này nó có cành đây thì các bạn buộc vào đây. Cái yếu tố để buộc cho cây không khỏi lung lay này chính là cái yếu tố quan trọng nhất giúp cho cái cây của bạn. Đây các bạn nhìn này, nếu kể cả gió có lung lay ở trên này thì cái gốc cây hoàn toàn không việc gì. Nếu các bạn chắc nữa thì các bạn sẽ buộc thêm một đoạn dây ở đây. Các bạn sẽ lấy dây, các bạn buộc thêm một cái dây ở trên này, tránh cái tình trạng nó lung lay ở phía trên ngọn. Đó. Thì như vậy là Vinh Gà đã trồng xong một cái cây, đúng không ạ? Các bạn có thể buộc thêm những cái cành nhỏ nhỏ này vào những cái cây, những cái phần phụ họa ở dưới này để cho nó chắc chắn cái gốc các bạn nhé. Thế còn như vậy là các bạn đã trồng xong một cái cây, thì bây giờ Vinh Gà sẽ nói về vấn đề tưới và bón phân như thế nào để các bạn tưới và bón phân cái cây cho nó hợp lý. Sau khi các bạn trồng như thế này, các bạn chỉ tưới nước cho Vinh Gà một cái lần đầu tiên, tức là một lần đầu tiên các bạn tưới đẫm nước cho Vinh Gà. Sau đó thì các bạn chỉ cần giữ ấm và giữ ẩm. Các bạn giữ ẩm và phun nước để tưới rửa ở trên cây như thế này. Nếu các bạn trồng ở trong chậu thì các bạn nên để cây trong bóng mát khoảng có vài ngày, 5 đến 10 ngày thì các bạn hãng cho ra. Thế còn nếu như mà các bạn trồng đất này thì vị trí đất của các bạn đâu trồng đó, nếu nắng quá thì các bạn có thể là lấy cái tàu lá hoặc là cái mảnh gì đó các bạn che bớt nắng lại cho cây, để cho cây nó trong cái thời gian đầu nó đỡ bị mất nước. Sau đó thì các bạn cứ tưới giữ ẩm và phun sương như vậy trong vòng 20 ngày đó. Và trong cái tháng đầu tiên thì các bạn chỉ nên sử dụng, ví dụ như 15 đến 20 ngày sau thì các bạn có thể nên là sử dụng cái Atonic các bạn tưới cũng được các bạn nhé. Nhưng mà một gói Atonic nhỏ thế thì các bạn phải pha đến 25-30 lít nước, chứ đừng như các bạn hôm vừa rồi có bạn hỏi Vinh Gà là tại sao phun Atonic nó bị rụng lá, vì các bạn phun nó một gói các bạn pha có 5-7 lít nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cây mới trồng như thế này. Với cây khỏe thì không sao, nhưng cây mới trồng thì nó có vấn đề các bạn nhé. Cho nên các bạn phải pha đến từ 25-30 lít nước để các bạn tưới một cái gói nhỏ như vậy. Các bạn tưới cho cây để kích cho cái bộ rễ nó phát triển cũng được. Thế còn nếu không, nếu các bạn không sử dụng Atonic thì các bạn chỉ cần tưới nước như vậy để cho cái bộ rễ nó khỏe. Và trong cả một cái tháng đầu tiên thì cái rễ cây nó còn yếu, các bạn không nên dùng bất kỳ một loại phân gì cả. Cho đến sang tháng thứ 2 thì các bạn bắt đầu bón những cái dòng phân vi sinh hữu cơ, hoặc đến tháng thứ 2 thì các bạn có thể là sử dụng một chút cái phân NPK pha loãng để tưới cho cây, để kích cho cây, cái bộ rễ cây nó phát triển thêm. Chúc các bạn thành công. Bây giờ Vinh Gà xin phép được tạm dừng cái video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc các bạn nhé.